Việt Thành xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị đến với chương trình bình luận thời sự trưa thứ sáu, ngày 27 tháng 5 năm 2022. Thưa quý vị, trong chương trình bình luận thời sự hôm nay, ngoài những cái tin tức liên quan tới chính trường Việt Nam, một cái nội dung liên quan tới vấn đề dư luận Việt Nam nghi ngờ, thậm chí người ta đề nghị Bộ Công an cần phải điều tra những cái bê bối trong Bộ Giáo dục Việt Nam hiện nay, đặc biệt đó là cái vấn đề bắt tay thổi giá sách giáo khoa. Và thưa quý vị, những cái diễn biến liên quan tới vụ đại án Việt Á, mà đặc biệt mới đây nhất Bộ Công an đã tiến hành bắt giữ và khởi tố đối với nhân vật được cho là thư ký của Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long. Những nguồn tin từ Bộ Y tế cho hay ông Nguyễn Thành Long tỏ ra hết sức lo lắng. Theo đánh giá của giới phân tích, trước đây, trước khi người ta tiến hành khởi tố và bắt giữ cựu Chủ tịch Hà Nội ông Nguyễn Đức Chung, thì việc đầu tiên người ta cũng tiến hành bắt giữ thư ký của ông Nguyễn Đức Chung. Và thưa quý vị, một cái thời gian là 1 tháng 6 ngày sau khi bắt giữ thư ký của Nguyễn Đức Chung, thì Nguyễn Đức Chung sổ khám. Và điều đó liệu nó có xảy ra đối với ông Nguyễn Thành Long, Bộ trưởng Bộ Y tế hiện nay, nguyên Phó Ban Tuyên giáo Trung ương, một người được ông Nguyễn Phú Trọng hết sức nâng niu? Một cái vấn đề đáng nói là tất cả các nhân vật lãnh đạo của Bộ Giáo dục cũng như Bộ Y tế là những cái người lâu nay được sự ưu ái đặc biệt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, lại liên tiếp diễn ra các cái vụ bê bối như chúng tôi vừa kể. Và thưa quý vị, một cái nội dung thứ hai của bài nói chuyện hôm nay đó là vấn đề bao giờ chiến sự Ukraine sẽ chấm dứt. Bởi vì như quý vị đã biết, trong thời gian gần đây, quân đội Nga đã giành được những cái chiến quả đáng kể ở khu vực miền Đông. Điều đó rõ ràng cho thấy tác động của sự cải cách và cải tổ cho quân đội Nga. Đó là người ta thay đổi về cái việc tổ chức tấn công trên diện rộng, quay trở về tấn công các mục tiêu nhỏ. Và quân đội Nga đã giành được những ưu thế ở khu vực Donbass hiện nay. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta đi vào các nội dung chi tiết. Một cái nội dung đầu tiên liên quan tới cái việc dư luận xã hội Việt Nam nghi ngờ và người ta muốn cần phải điều tra làm rõ trong cái việc sách giáo khoa Việt Nam đã bị những cái nhóm lợi ích lợi dụng. Và như quý vị đã biết, theo dư luận xã hội trong hai năm nào cũng vậy, cứ đến hè là sách giáo khoa cho năm học tới, nó trở thành một cái vấn đề nhức đầu cho các nhà quản lý. Và nó là một cái nỗi lo lắng lẫn bực mình của số đông các cái phụ huynh học sinh. Được biết giá sách năm nay được nói sẽ tăng với giá gấp 2-3 lần so với năm 2021. Đó là lý do trên mạng xã hội đã có rất nhiều những ý kiến nghi ngờ có các nhóm lợi ích và giới chức lãnh đạo của ngành giáo dục bắt tay nhau để nâng giá sách. Và họ đề nghị nhà chức trách cần phải tiến hành điều tra làm rõ. Và thưa quý vị, ở đây chúng tôi cần phải nói trước với quý vị rằng lâu nay trong cái vấn đề thể thao, đặc biệt môn bóng đá, người Việt Nam luôn luôn cố gắng bằng vào vượt Thái Lan, và rõ ràng Việt Nam đã giành được những cái thành tựu đáng kể trong bộ môn bóng đá. Tuy nhiên thưa quý vị, trong lĩnh vực giáo dục, chúng tôi đã nói với quý vị nhiều lần đó là giáo dục Thái Lan đạt được những cái thành quả mà có lẽ nói ra người Việt Nam đa số sẽ không tìm. Thậm chí người ta cho rằng không có căn cứ. Và chúng tôi nói với quý vị hai cái vấn đề trầm trọng nhất ở Việt Nam hiện nay. Nếu như nhà nước Việt Nam học hỏi và làm được như Thái Lan, thì chắc chắn nó sẽ rút được những cái ngòi nổ liên quan tới cái việc ổn định thể chế chính trị hiện nay. Cụ thể là ở Thái Lan, vấn đề y tế, người ta đảm bảo một cái chế độ nhà nước lo cho sức khỏe của người dân, chữa bệnh miễn phí 100%, tất cả các bệnh tật kể cả bệnh ung thư. Và thưa quý vị, người bệnh nhân ở Thái Lan mỗi lần tiến hành khám bệnh, người ta phải chi một cái khoảng 30 baht, tương đương khoảng 0,4 USD để làm thủ tục khám chữa bệnh. Ngoài ra tất cả các cái chi phí liên quan nhà nước đều miễn phí cho họ, thậm chí nằm viện cũng miễn phí, uống thuốc chữa bệnh miễn phí. Tất cả những cái vấn đề liên quan tới sức khỏe của người dân, nhà nước đảm trách.
Tương tự như vậy ở cái vấn đề giáo dục ở Thái Lan. Nhà nước Thái Lan đảm bảo trong cái việc giáo dục miễn phí trong 12 năm và hỗ trợ cho 3 năm học nghề. Theo đó, các phụ huynh học sinh không phải chi trả bất kỳ một cái khoản nào, kể cả từ đồng phục sách vở. Tất cả đều được nhà nước quan tâm chăm sóc và lo lắng. Tại sao Thái Lan làm được, Việt Nam không làm được? Tất nhiên, cái vấn đề kinh tế Thái Lan vượt và bỏ xa kinh tế Việt Nam quá nhiều. Nhưng một cái điều quan trọng chúng tôi muốn nói với quý vị rằng, chính quyền Thái Lan là chính quyền dân cử do người dân bầu ra. Thì các cái chính sách, kinh tế, chính trị, văn hóa vân vân họ đảm bảo theo cái tiêu chí của dân, do dân và vì dân. Trong khi ở nhà nước Việt Nam hiện nay, như quý vị đã thấy, người ta biến những người dân trở thành những cái con mồi và để kiếm trác. Trở lại những vấn đề liên quan tới vấn đề sách giáo khoa. Như quý vị đã biết trong những ngày này, truyền thông nhà nước Việt Nam đề cập tới cái vấn đề cho rằng giá sách giáo khoa năm nay tiếp tục tăng, tiếp tục nối vào những sự việc tăng giá sách giáo khoa trong hàng loạt năm gần đây. Và một cái dẫn chứng được truyền thông nhà nước Việt Nam đưa ra, đó là một cái bộ sách mới của lớp 3, theo đó có giá khoảng 180.000 đồng, cao gấp 3 lần so với bộ sách lớp 3 cũ, năm ngoái chỉ có giá 58.000 đồng. Thưa quý vị, một cái bộ sách giáo khoa đơn giản mà tăng giá gấp 3 lần sau một năm, đó là cái điều phản ứng về tình trạng giá sách tăng vọt hiện nay. Nhiều bậc cha mẹ học sinh đã thể hiện những sự phẫn nộ và đòi hỏi ngành giáo dục phải giải trình cho họ biết. Và thưa quý vị, trước cái sự ồn ào của dư luận xã hội xung quanh vấn đề tăng giá sách giáo khoa, mới đây nhất Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam ông Nguyễn Kim Sơn đã giải trình trong cái cuộc họp Quốc hội ngày 25 tháng 5 vừa qua. Bộ trưởng Sơn cho rằng bộ sách thuộc chương trình 2016 giá thấp hơn sách mới hiện nay bởi vì trước đó nhà nước đã hỗ trợ cho Bộ Giáo dục trong việc biên soạn và thẩm định. Trong khi các bộ sách sau năm 2016 theo Bộ trưởng Sơn là do các doanh nghiệp đấu thầu đảm nhận, bao gồm từ biên soạn đến giới thiệu, thử nghiệm, phát hành, cũng như việc kê khai giá và được Bộ Tài chính chấp thuận. Tuy nhiên thưa quý vị, có một cái phát biểu của Bộ trưởng Bộ Giáo dục ông Nguyễn Kim Sơn mà dư luận xã hội không chấp nhận, thậm chí phẫn nộ, đó là Bộ trưởng Bộ Giáo dục Sơn cho rằng giá sách giáo khoa năm nay đắt hơn bởi vì được in bằng khổ giấy lớn hơn và giấy tốt hơn so với những cái sách cũ mà theo ông Sơn khổ nhỏ hơn và giấy sâu hơn. Thưa quý vị, lập tức dư luận xã hội phẫn nộ và phản ứng cho rằng sách giáo khoa là những cái điều kiện cần thiết để phổ cập một nền giáo dục, chứ nó không phải là giấy ăn hay, xin lỗi quý vị, đó là giấy chùi đít mà Bộ trưởng Bộ Giáo dục lại so sánh cho rằng khổ giấy lớn hơn và giấy tốt hơn. Và thưa quý vị, theo Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết, dư luận không thấy những cái câu trả lời của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Kim Sơn mang tính thuyết phục. Đó là lý do trên mạng xã hội nhiều người cho rằng Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Kim Sơn đứng ra biện hộ cho các cái doanh nghiệp kinh doanh sách giáo khoa, mà thậm chí đó là các cái con buôn muốn kiếm lời từ sách giáo khoa, mà trong vai trò một cái nhân vật đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục thì ông Sơn không có trách nhiệm phải trả lời. Cái vấn đề sách giáo khoa giá tăng bởi sử dụng giấy tốt và khổ rộng, một cái vấn đề dư luận xã hội quan tâm là ông Nguyễn Kim Sơn phải trả lời cho các cái phụ huynh rằng ai đã kiếm lời trong cái việc kinh doanh sách giáo khoa hiện nay, không xuất phát từ lợi ích của ngành giáo dục cũng như phụ huynh và học sinh. Và thưa quý vị, không ít người nhấn mạnh rằng học sinh và phụ huynh họ chỉ quan tâm tới chất lượng của sách chứ không quan trọng về cái mặt hình thức, họ không cần thiết phải tủ hồ to về giấy tốt. Những cái điều đó thậm chí không cần thiết. Chúng tôi nói là những cái điều này để quý vị hiểu rằng trong thời gian chiến tranh, thế hệ chúng tôi đã phải học những cái cuốn sách in trên giấy màu đen, thậm chí vở viết cũng bằng giấy màu đen, một mặt trơn, một mặt sạm. Nhưng đó là thời chiến tranh. Với sự quan tâm của nhà nước Việt Nam đối với nền giáo dục ở miền Bắc rõ ràng bỏ xa cái sự quan tâm hiện nay.
Và thưa quý vị, theo Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết, giáo sư Nguyễn Đình Cấu, một cái tiếng nói phản biện, một người có uy tín của công chúng Việt Nam hiện nay, đánh giá về những cái phát biểu của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Kim Sơn. Theo đó, theo giáo sư Nguyễn Đình Cấu, phải hiểu rằng sách giáo khoa, nó là một cái sản phẩm cần phải phổ biến rộng rãi. Đó là lý do nhà nước cần phải hạ giá để phục vụ đại chúng nhiều người hơn. Người nào mà có chủ trương in sách giáo khoa bằng giấy tốt, bằng giấy đẹp khổ to để tăng giá, mà theo giáo sư Nguyễn Đình Cống, cách làm như vậy là trái lòng dân, trái đạo lý. Làm sách giáo khoa thật đẹp thật to rồi bán đắt, đó là một cái ý đồ phản đạo lý. Trong khi đó, thầy giáo Đỗ Việt Khoa, một cái người nổi tiếng về chống tiêu cực trong ngành giáo dục và bị trù dập lâu nay, đã nói với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ rằng thực tế trước kia không cần phải có nhiều bộ sách giáo khoa, thì một số địa phương đã thông đồng trục lợi từ vấn đề kinh doanh sách giáo khoa rồi. Họ nhận lại quả chia chác hoa hồng với các cái đơn vị in ấn, phát hành số lượng với một cái số lượng rất lớn. Điều này đã làm cho dư luận có quyền nghi ngờ, đề nghị các cái bộ ngành cần phải vào cuộc để kiểm tra rất kỹ giá của sách giáo khoa. Và thưa quý vị, theo Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, tương tự như suy nghĩ của thầy giáo Đỗ Việt Khoa, trên mạng xã hội đã có nhiều ý kiến cho rằng họ muốn Quốc hội và cơ quan kiểm toán nhà nước cần phải vào cuộc, cũng như các cái cơ quan chức trách phải điều tra tại sao giá sách mỗi lúc mỗi tăng, và nó tăng theo một cái cấp số nhân. Thậm chí có một số ý kiến nghi ngờ, họ đặt một cái câu hỏi liệu liên quan tới cái vụ bê bối thông đồng thổi giá ký test 19 của công ty Việt Á, dính líu tới các cái quan chức của Bộ Y tế và các địa phương hiện nay, phải chăng trong Bộ Giáo dục Đào tạo từ trung ương tới địa phương đang diễn ra một cái tình trạng các nhóm lợi ích móc nối với các quan chức Bộ Giáo dục Đào tạo để tạo ra một cái lĩnh vực độc quyền để móc túi người dân, đặc biệt là các cái phụ huynh học sinh? Thưa quý vị, một nữ doanh nhân có tên Lê Hoài Anh, một cái người nổi tiếng trên mạng xã hội, bày tỏ một cái sự bất bình về một điều bà cho rằng tình trạng các cái phụ huynh ở Việt Nam hiện nay, họ là những cái người còn nghèo, song mỗi năm các cái phụ huynh học sinh ở Việt Nam phải móc ra từ túi một cái khoản tiền đáng kể để mua sách cho con. Trong khi đó, theo bà Lê Hoàng Anh, một cái tỷ lệ phần trăm đáng kể của số tiền từ việc in sách đã được chuyển vào tay các cái quan chức ngành giáo dục Việt Nam hiện nay là một cái điều không thể chối bỏ. Theo bà Lê Hoài Anh, nếu cái vụ việc Việt Á được xem như đáp bới ra một cái lũ mafia y tế hiện nay, thì một cái cuộc điều tra thanh tra về cái vấn đề sách giáo khoa rất có thể nó sẽ làm lộ những cái thực tế phũ phàng rằng một cái lũ mafia trong ngành giáo dục cũng chẳng kém cạnh gì. Trong khi đó, các cái giới chức giáo dục, đặc biệt các cái thầy cô giáo ở Việt Nam hiện nay, khẳng định rằng thị trường sách giáo khoa có nhiều quyền lợi chồng chéo, và lâu nay sách giáo khoa trở thành một cái miếng bánh béo bở vượt qua tầm quản lý của Bộ trưởng Bộ Giáo dục, thậm chí có những cái lãnh đạo cao cấp ở Bộ Chính trị có liên quan. Theo Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho hay, họ không có những con số thống kê chính thức, nhưng tổng giá trị của thị trường tiêu thụ sách giáo khoa Việt Nam hiện nay ước chừng những cái khoản thu nhập rất lớn, bởi vì ở Việt Nam hiện nay có khoảng 20 triệu học sinh. Và những cái điều đó nó trở thành một cái bầu sữa ngọt cho các cái quan chức ngành giáo dục trong cái giai đoạn gần đây. Thưa quý vị, thậm chí trên mạng xã hội người ta nói Bộ trưởng Bộ Giáo dục ông Phạm Vũ Luận trước đây, sau một cái thời gian làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục, hiện nay đang sở hữu một cái căn nhà ở mặt phố Trang Tiền, một căn phố trung tâm ở Hà Nội với cái diện tích khoảng 500 m², và người ta khẳng định ông Phạm Vũ Luận có tiền mua nhà này cũng xuất phát từ cái vấn đề tham nhũng sách giáo khoa mà ra. Trong khi đó, thưa quý vị, cái phát biểu của Bộ trưởng Bộ Giáo dục ông Nguyễn Kim Sơn tại Quốc hội cho rằng sách giáo khoa đắt là do chất lượng tốt, trên mạng xã hội có rất nhiều những ý kiến phản ứng mạnh mẽ. Theo Facebooker Hoàng Dũng, thật ra thì sao? Thật ra, cái phát biểu của Bộ trưởng Bộ Giáo dục ông Nguyễn Kim Sơn nó thể hiện một cái tư tưởng con buồn,
Nó thể hiện rõ ràng trong từng câu, từng chữ của người đứng đầu ngành giáo dục Việt Nam hiện nay. Bởi vì hiện nay người ta cần phải quan tâm tới chất lượng giáo dục, nội sức dùng của sách giáo khoa, chứ không cần phải hoa hề hoa sói, khổ lớn giấy tốt làm gì. Một người bộ trưởng bộ giáo dục mà lấy lý do khổ lớn giấy tốt để biện hộ cho việc tăng giá là một cái suy nghĩ mà theo Facebooker Hoàng Dũng có thể hiện một cái sự ngu dốt của một kẻ làm giáo dục như bộ trưởng Sơn. Đồng thời nó cho thấy cái tư duy kinh doanh của các lãnh đạo Việt Nam. Trong khi đó, ông Nguyễn Trọng Nhân, một cái phụ huynh học sinh, đã nói với Đài Cho Tự Do rằng phát biểu của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Kim Sơn không thuyết phục. Đó là một cái sự ngụy biện. Năm nay vật giá có thể tăng ở tất cả các nước bởi vì sau đại dịch Covid-19 và chiến tranh Nga-Ukraine. Đó là một tình hình chung của thế giới chứ không chỉ riêng Việt Nam. Nhưng rõ ràng ở Việt Nam, nếu thực sự là một cái quốc gia coi trọng vấn đề giáo dục là quốc sách, thì chính phủ và nhà nước cần phải có những nguồn hỗ trợ để giữ giá sách giáo khoa không tăng. Bởi vì điều đó nó tác động tới chất lượng giáo dục cũng như khó khăn cho các phụ huynh, gia đình nghèo. Và thưa quý vị, theo Đài Á Châu Tự Do cho hay, ông Nguyễn Trọng Nhân làm phụ huynh có 5 con nhỏ hiện nay đang theo học ở các cấp phổ thông. Mà theo Trần Trọng Nhân, nhận xét về cái cách giải thích của Bộ trưởng Bộ Giáo dục, ông Nguyễn Kim Sơn, theo đó, sách giáo khoa không cần phải in trên giấy tốt như vậy làm gì cho tốn kém. Nhất là bây giờ sách giáo khoa, người ta lại để cho học sinh làm bài tập trong sách giáo khoa, và có nghĩa là mỗi năm phải mua một lần. Cách giải thích của Bộ trưởng Sơn hoàn toàn không thuyết phục, không hợp lý. Một cái quan trọng nhất của bộ sách giáo khoa đó là vấn đề nội dung. Mà Bộ Giáo dục Việt Nam tại sao trong giai đoạn hơn 10 năm vẫn chưa xây dựng được những cái nội dung sách giáo khoa đúng, chuẩn và thống nhất trên cả nước để người ta có thể sử dụng sách giáo khoa năm này sang năm khác, đàn anh dành lại cho đàn em. Một cuốn sách giáo khoa in ra có thể sử dụng trong nhiều năm. Những điều vừa kể theo Nguyễn Trọng Nhân, nội dung sách mới là cái vấn đề quan trọng chứ không phải là hình thức. Tại sao hơn 40 năm giải phóng miền Nam và 80 năm giải phóng miền Bắc mà ở Việt Nam ngành giáo dục chưa xây dựng được một cái bộ sách giáo khoa hoàn thiện, hoàn chỉnh và đạt chuẩn? Đó là một sự thất bại thảm hại của giới cai trị Việt Nam hiện nay. Trong khi đó, thưa quý vị, chuyên gia kinh tế tiến sĩ Ngô Chí Long cho biết Bộ trưởng Bộ Giáo dục ông Đặng Kim Sơn đứng ở một cái góc độ chi phí của nhà xuất bản, cho rằng việc tăng giá hiện nay đối với sách giáo khoa là hợp lý. Tuy nhiên, theo tiến sĩ Long, đưa ra một cái quan điểm mà theo chúng tôi là phù hợp. Đó là lĩnh vực nào độc quyền thì nhà nước chỉ định, còn những cái lĩnh vực nào có thể cạnh tranh thì nhà nước không nên quan thiệp mà hãy để thị trường tự quyết định. Xuất bản sách giáo khoa, theo tiến sĩ Long, coi như một cái lĩnh vực kinh doanh với lợi nhuận cao ngất ngưởng, làm cái thị trường béo bở lâu nay của nhiều doanh nghiệp. Năm 2021, tạp chí Đầu tư Tài chính Việt Nam có một cái bài viết với tựa đề công ty độc quyền xuất bản sách giáo khoa mỗi ngày lãi nửa tỷ đồng. Theo đó, hoạt động xuất bản sách giáo khoa ở Việt Nam hiện nay chiếm một tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh thu tới 72% của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, tương đương với lợi nhuận 621 tỷ đồng. Theo đó, sau khi trừ đi giá vốn bán hàng, bán bình quân và đơn vị kinh doanh, nhà xuất bản giáo dục đã thu lãi rất nhiều trong một cái thể chế kinh doanh độc quyền trên thị trường sách giáo khoa. Chưa hết, thưa quý vị, tuy lãi cao như vậy nhưng nhà xuất bản giáo dục Việt Nam vẫn đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép tăng giá với lý do để đảm bảo doanh thu bù đắp chi phí và tạo sức cạnh tranh thu hút người tiêu dùng. Đó chính là lý do tại sao giá sách giáo khoa ở Việt Nam hiện nay giá năm sau tăng hơn năm trước, và điều đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới thu nhập của các cái phụ huynh học sinh, đặc biệt là người dân nghèo. Thưa quý vị, tất cả mọi vấn đề nó phải có những cái nguyên nhân của nó. Và theo chuyên gia giáo dục Trương Quang Đệ, có một cái bài viết tham nhũng bệnh thành tích hư danh trong ngành giáo dục ở đâu mà ra. Theo chuyên gia giáo dục Trương Quang Đệ cho rằng, hiện nay tất cả những cái tật xấu nói trên nó trở thành một cái bệnh mãn tính, nó làm xói mòn niềm tin của nhân dân
về cái đội ngũ các cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn của ngành giáo dục hiện nay. Theo tác giả cho biết, hình như mọi cấp mọi nơi người ta đều nhìn thấy những vấn đề tham nhũng, bởi những thành tích đỏ để rồi ngành giáo dục trình ra các cái tiến sĩ cầu lông, giáo sư nửa chữ không thông. Về bề mặt, những cái tật xấu này nó xuất hiện ở những cái khâu yếu kém về cơ chế quản lý giám sát về công tác nhân sự giáo dục. Lâu nay nó thiếu vắng cái sự giám sát của dư luận xã hội, và tất cả những cái thói hư tật xấu ấy theo chuyên gia giáo dục Trường Quang Đệ, nó xuất phát từ một cái nền giáo dục không đủ tầm nhân bản. Bởi vì trước đây có một cái thời chúng tôi sống dưới thời chế độ thực dân phong kiến, học sinh các cấp vẫn được học các sách quốc văn, giáo khoa thư về những bài ứng xử đẹp của con người. Ngoài ra học trò còn đọc thêm những cái loại sách như Cổ Học Tinh Hoa, Những Tấm Lòng Cao Cả, vân vân và vân vân. Theo tác giả cho rằng, ngày nay nói chung các cái tài liệu học tập các cái cấp học hiện nay, đặc biệt sách giáo khoa không đủ tầm nhân bản mà nó thiên về kiến thức khoa cao siêu, chẳng hạn nó dạy đánh vần theo âm vị âm tiết trong sách tiếng Việt. Muốn có một nền giáo dục nguyên bản phải có một cái tầng lớp tinh hoa trong xã hội để làm nền tảng. Tiếc thay, hiện nay tầng lớp tinh hoa trong xã hội Việt Nam đã bị nhà cầm quyền xóa bỏ. Đó là lý do tại sao ngày xưa đã là con nhà thì không ai được phép làm những điều sai trái, đã là thầy giáo sinh viên thì dân chúng tin tưởng tuyệt đối về phẩm hạnh của họ. Chưa hết, thưa quý vị, theo tác giả, ngoài nhà trường ra, dư luận xã hội là một cái môi trường giáo dục, một thứ chế tài hiệu quả đối với những cái kẻ xấu, và chắc chắn người ta sẽ xa lánh. Lâu nay ở Việt Nam, theo tác giả, người ta nói tham nhũng rồi người ta cho rằng đó là tập trung của mọi quốc gia, kể cả các nước dân chủ hay nhà nước chuyên chế như Việt Nam cũng tham nhũng như nhau. Mà họ không thể phân biệt được rằng trong một cái nhà nước dân chủ, hệ thống luật pháp và việc tự do ngôn luận, nó giúp cho người ta nhanh chóng phát hiện các cái hiện tượng tham nhũng và điều đó sẽ được xử lý kịp thời. Tuy nhiên ở Việt Nam, một cái nhà nước chuyên chế, việc chống tham nhũng rất khó bởi vì không ai dám cất tiếng. Do đó chỉ nói được trong một cái phạm vi bó hẹp mà nhóm quyền lực cao nhất không quan tâm. Và thậm chí phật tử họ, họ sẽ bắt giam với những cái tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Chưa hết, tác giả còn cho rằng lâu nay người ta cứ vẫn vào cái điều gọi là thương trường là chiến trường, rồi với cái nền kinh tế thị trường thì không tránh khỏi những cái nhóm lợi ích. Theo tác giả, câu nói đó không đúng, nó chỉ đúng cho các cái nền kinh tế thị trường sơ khai hoang dã mà thôi. Trong một cái nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa như hiện nay, các nhà kinh doanh chưa có một cái thói quen làm ăn chính đáng, họ chưa biết cách hợp tác trong kinh doanh. Một cái điều quan trọng hơn đó là bệnh thành tích. Trong ngành giáo dục hiện nay, đó là một cái thói hư danh, nó là sản phẩm của các cái xã hội không lấy thực chất con người, mà chỉ dựa vào các cái con số thống kê, dựa vào những cái nhãn mác, hình thức. Đó là lý do tại sao các quan chức Việt Nam hiện nay hầu như đều sở hữu các cái bằng cấp, chức danh, học vị, học hàm giả. Trong khi ở các cái quốc gia tiên tiến hiện nay, người ta tuyển dụng nhân sự bằng các cái cuộc phỏng vấn, những ngày thử việc chứ không dựa vào một cái mớ giấy lộn, hỗn độn như các cái cấp quản lý ở Việt Nam hiện nay. Và thưa quý vị, giáo sư Nguyễn Đình Tống nhận xét về cái bài viết của tác giả Trương Quang Đệ. Theo giáo sư Nguyễn Đình Tống, bài viết vừa kể rất đúng nhưng nó chưa đủ. Một cái câu hỏi đặt ra mà dư luận xã hội Việt Nam, đặc biệt các chuyên gia giáo dục người ta quan tâm, đó là từ đâu sinh ra cái nền giáo dục tệ hại như nền giáo dục Việt Nam hiện nay, và tại sao ở Việt Nam lại thiếu vắng những cái trí thức tinh hoa làm lãnh đạo. Theo giáo sư Tống, tôi nghĩ rằng ông Đệ và nhiều người biết rõ nhưng họ chưa dám viết ra bởi một cái lý do, có lẽ là họ sợ. Theo tác giả, tôi thông cảm với cái nỗi sợ ấy, nhưng chúng ta biết sợ để rồi phải tìm cách vượt qua nó, để chúng ta không sợ chứ không nên im lặng để sợ thêm. Theo tác giả Nguyễn Đình Cống, những cái nguyên nhân dẫn tới một cái sự tha hóa của nền giáo dục Việt Nam hiện nay, nguyên nhân có rất nhiều, nguyên nhân gần, nguyên nhân xa, nguyên nhân trực tiếp, nguyên nhân gián tiếp. Việc tìm ra các nguyên nhân còn cần phải phân biệt nguyên nhân nào
là do hoàn cảnh, nguyên nhân nào là do con người, cụ thể là ai. Theo tác giả, vấn đề là xã hội Việt Nam hiện nay, người ta đã kích thích lòng tham của con người, và từ đó thích có thành tích, thích thói hư danh. Dù rằng đó là cái vấn đề mà phần đông nhân loại đều mắc phải, tuy nhiên ở Việt Nam nó lại được kích thích, tạo nên những nhược điểm tính cách con người Việt Nam. Tất cả nguyên nhân của mọi nguyên nhân theo giáo sư Nguyễn Đình Cấu, đó là khi chủ nghĩa Mác Lênin được áp dụng một cái nền vô sản chuyên chính được dựng lên với một cái thể chế chính trị độc tài toàn trị. Nó là nguyên nhân tạo ra những cái sự yếu kém về mặt quản lý, trong đó có một phần do sản phẩm của những người đang làm cho bộ máy giáo dục Việt Nam hiện nay. Một cái điều quan trọng hơn là nền giáo dục Việt Nam không đủ nhân văn, bởi một phần yếu kém của bộ giáo dục cũng như các cái thầy cô giáo, nhưng chủ yếu không phải là của họ, phải quy trách nhiệm cho người lãnh đạo cao nhất, ai đã chủ trương thực thi chủ nghĩa Mác Lênin, thực hành một cái sự độc tài toàn trị với vô sản chuyên chính. Trả lời cái câu hỏi tại sao ở Việt Nam hiện nay thiếu vắng sự tham gia của các cái tầng lớp tinh hoa, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, mà theo giáo sư Nguyễn Đình Cấu, chủ yếu là lãnh đạo Việt Nam hiện nay họ đã mắc mưu thâm độc của Trung Quốc mà họ không biết. Họ vô tình tiêu diệt cho hết tinh hoa của dân tộc Việt Nam. Đó là những người khẳng khái, dám lên tiếng, phản biện. Đó là những người không chịu cúi đầu, không biết khom lưng hay quỳ gối. Vậy mà chỉ cần một cái điều luật lợi dụng dân chủ để chống phá chế độ, thì ban lãnh đạo Đảng Sản Việt Nam hiện nay họ có thể trừ khử rất nhiều những người thuộc tầng lớp tinh hoa vốn có. Và có trừ khử được tinh hoa thì Trung Quốc mới dễ dàng thao túng, thì độc tài mới dễ dàng thống trị ở Việt Nam lâu dài. Nói về bệnh thành tích trong ngành giáo dục Việt Nam hiện nay, theo giáo sư Nguyễn Đình Cấu, nó làm cái sự biến tướng của phong trào giáo dục thi đua. Phong trào đó tuy rằng nó đã phát huy những cái tác dụng tốt trong giai đoạn 1948 tới năm 1975, nhưng rồi đến nay nó trở thành một cái thứ độc hại. Đó là lý do tại sao các lãnh đạo Việt Nam hiện nay kém trí tuệ song vẫn cố duy trì, bởi vì cái vấn đề bệnh thành tích mang lại lợi ích nhưng hại rất nhiều. Thậm chí bây giờ Quốc hội Việt Nam còn bày vẽ trong cái việc sửa đổi luật thi đua. Thưa quý vị, theo chúng tôi, những phát biểu của các cái giáo sư, những cái nhà giáo dục học, những người có tâm huyết với đất nước là những điều rất quan trọng. Tuy nhiên người Việt Nam hiện nay, dù rằng những chính sách trong việc giáo dục cụ thể là cái câu chuyện liên quan tới sách giáo khoa, nó tác động trực tiếp đến túi tiền của mỗi người, nhưng rõ ràng người Việt Nam, người ta phản ứng xong cũng để đấy, mà những cái phản ứng đó không có tác dụng cũng như không có hiệu quả. Và thưa quý vị, những cái câu chuyện liên quan tới sách giáo khoa, nó không chỉ là một cái câu chuyện đơn cử, nó không chỉ là một cái vấn đề, mà thậm chí nhiều vấn đề lớn ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của người dân Việt Nam hiện nay, nhưng rõ ràng người dân Việt Nam đều chép miệng và chấp nhận. Thưa quý vị, liên quan tới một thông tin mới nhất, theo báo Thanh Niên cho biết, Chủ tịch Quốc hội ông Vương Đình Huệ liên tục đặt ra các cái câu hỏi không hiểu lý do gì trước tình trạng hiện nay, việc chi tiêu ngân sách vô cùng khó khăn. Thưa quý vị, kiếm được tiền cho ngân sách đã là một cái việc khó, mà bây giờ theo ông Vương Đình Huệ cho biết, các cái quan chức, các ngành, các địa phương, thậm chí các tỉnh thành, họ không chịu chi tiêu ngân sách, dù rằng Bộ Tài chính đã chuẩn bị ngân sách cho kế hoạch năm. Theo Vương Đình Huệ cho biết, một số địa phương khi mua sắm thì bây giờ người ta mời cả các cơ quan nội chính, mời cả thanh tra, mời cả cơ quan công an ngồi họp, bởi vì người ta sợ những cái vấn đề sẽ nảy sinh ra tham nhũng. Vậy mà tham ra đủ ban đủ vệ như vừa kể, và cuối cùng như quý vị đã biết, không mua được, tức là ngân sách không được giải ngân. Và đó là lý do Chủ tịch Quốc hội đã nói lạ thế, mời thành phần thì như thế, chẳng hợp lý. Bản thân chúng ta muốn minh bạch rõ ràng, nhưng vẫn cứ phải mua sắm, chi tiêu. Đây là cái mà tôi băn khoăn nhất hiện nay. Và thưa quý vị, lập tức dư luận xã hội đã đưa ra những cái ý giải tại sao các quan chức, đặc biệt các quan chức ở các bộ ngành cũng như địa phương, không chịu chi tiêu ngân sách trong việc mua sắm công. Theo đó, dư luận xã hội cho rằng ông Vương Đình Huệ đang chửi ngầm cái lãnh đạo các địa phương,
Thưa ông Vương Đình Huệ, thời sức hiểu lý do tại sao các cái địa phương không chịu chi tiêu ngân sách. Bởi lý do cơ bản trước kia mỗi lần giải ngân, thì các cái quan chức, đặc biệt quan chức của Sở Tài chính, Bộ Tài chính, họ bao giờ cũng được những cái phần trăm lãi quả về việc cấp ngân sách cho địa phương. Nhưng hiện nay, cái công cuộc đốt lò của ông Nguyễn Phú Trọng kinh quá, nên các cái quan chức, đặc biệt quan chức của Bộ Tài chính, Sở Tài chính sợ không dám nhận lãi quả. Đó là lý do cái việc chi tiêu ngân sách gặp những cái khó khăn. Bởi vì một cái luật bất thành văn ở Việt Nam hiện nay, theo dư luận xã hội cho biết, muốn giải tiền ngân sách của trung ương cho địa phương hay địa phương giải ngân sách cho các cái đơn vị thực thì chắc chắn phải có phần trăm lãi quả. Bởi vì phải có lãi quả thì mấy ông mới có động lực để làm. Chứ giải ngân bây giờ không có phần trăm lãi quả thì thà mấy bố không tiêu tiền ngân sách ngồi yên còn lành hơn. Thưa quý vị, lâu nay người Việt Nam có một ý thức trong cái việc kích thích kinh tế, đó là tiết kiệm. Trong một nền kinh tế theo chính sách xã hội chủ nghĩa kế hoạch hóa thì người ta nói tiết kiệm là cố sách, nhưng rõ ràng trong cái nền kinh tế thị trường những cái khái niệm đó lại trở thành phản tác dụng. Và đó là lý do các cái quốc gia văn minh thế giới sau khi đi ra khỏi những cái thảm họa ảnh hưởng tới vấn đề phát triển kinh tế thì người ta thường sử dụng các cái gói kích thích kinh tế để kích cầu, tức là kích thích cho nền kinh tế hoạt động mạnh mẽ hơn. Và thưa quý vị, kể cả cái việc giải ngân ngân sách nó cũng có ý nghĩa tương tự như vậy. Ngân sách phải được giải ngân, tức là để vô dòng vốn hòa vào thị trường, nó sẽ giúp cho nền kinh tế phát triển không bị nghẽn, và điều đó sẽ dẫn tới những cái thiệt hại không thể đong đếm. Theo các chuyên gia kinh tế cho biết, cơ thể bị bệnh nếu tiêm thuốc liền thì nó sẽ hồi phục nhanh. Và nếu như không điều trị, không tiêm thuốc, uống thuốc kịp thời thì cái sự tổn thương sau cơn bão bệnh là một cái điều rất khó lường. Tương tự như vậy, một cái nền kinh tế nó như một cái cơ thể sống, khủng hoảng chính là căn bệnh. Và những cái gói cước kích cầu là những cái liều thuốc cần thiết. Đó là lý do tại sao các quốc gia phát triển người ta thường có những cái gói hỗ trợ để kích thích kinh tế. Ví dụ ở Hoa Kỳ trong cái giai đoạn kết thúc đại dịch Covid-19 trong 2 năm rưỡi, ở nước Mỹ đã chi ra 2 gói kích thích kinh tế, đó là gói thứ nhất 2.000 tỷ đô la và một cái gói sau là gói 900 tỷ đô la, cộng với các cái biện pháp kinh tế hạ lãi suất để bơm tiền kích cầu nền kinh tế. Và đó là lý do nền kinh tế Hoa Kỳ hồi phục rất nhanh. Dù rằng ai cũng biết hậu cái việc bơm tiền kích thích kinh tế là vấn đề lạm phát. Vậy một cái câu hỏi đặt ra, tại sao nền kinh tế Mỹ vững mạnh như thế, trải qua nhiều sóng gió của nhiều cuộc khủng hoảng lớn mà vẫn đứng vững? Còn Việt Nam thì như quý vị đã biết, cơn bệnh ở Việt Nam đã khỏi sau đại dịch Covid-19, nhưng chính phủ Việt Nam, đặc biệt các quan chức điều hành kinh tế, vẫn chưa kịp thời sử dụng những cái biện pháp kích thích kinh tế. Dù rằng chính phủ Việt Nam đã dự trù một cái gói kích cầu 347.000 tỷ đồng, tương đương với 15 tỷ đô la. Tuy nhiên cho tới nay, theo giới phân tích, gói kích thích kinh tế của chính phủ Việt Nam không giải ngân được. Và không hiểu phát biểu của ông Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội, đã liên quan tới cái vấn đề này hay không. Bởi vì gói kích thích mà bị nghẽn thì hậu quả doanh nghiệp chết hàng loạt và nội lực kinh tế Việt Nam bị tổn thương nghiêm trọng. Theo các chuyên gia kinh tế, với nội lực của nền kinh tế Việt Nam hiện nay đang bị tổn thương bởi vì thiếu những cái biện pháp kích thích kinh tế như cơ thể bệnh không được tiêm thuốc, và đó là lý do khiến cho sức sản xuất ở Việt Nam yếu đi so với trước đại dịch. Thêm vào đó, những cái chi phí liên quan tới nhiên liệu, giá dầu đang tăng rất ngào. Đó là lý do nền sản xuất ở Việt Nam hiện nay đang phải đối mặt với những cái áp lực lạm phát. Trong khi đó, một cái gói kích thích cầu với tổng giá trị ước chừng 15 tỷ đô la hiện nay đang bị tắc nghẽn. Đó là những cái lý do khiến cho những cái thiệt hại của nền kinh tế Việt Nam thậm chí sẽ gấp nhiều lần so với con số 15 tỷ đô la. Và trách nhiệm này chắc chắn thuộc về ông Phạm Minh Chính trong cương vị người đứng đầu chính phủ. Trở lại cái phát biểu của Vương Đình Huệ, đó là các quan chức Việt Nam hiện nay
chẳng thà ngồi chơi còn hơn mắc tội, bởi vì giải ngân bây giờ không được tiền phần trăm, thì giải ngân để làm gì? Những cái điều chúng tôi vừa kể để quý vị thấy rằng cái chính sách chống tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng trong việc bắt giữ rất nhiều quan chức vì các cái tội danh làm thất thoát gây hậu quả nghiêm trọng, nhưng rõ ràng nó có tác động tới nền kinh tế không nhỏ. Và một khi gói kích thích kinh tế bị tắc nghẽn thì chắc chắn nó phải quy kết trách nhiệm cho chính phủ đã đủ. Nhưng đó là những sự thất thoát trong việc tham nhũng của các cái quan chức Việt Nam hiện nay. Một cá nhân có thể gây thất thoát hàng trăm tỷ, hàng nghìn tỷ, thì so với cái việc thiệt hại của nền kinh tế do các cái gói kích thích không có hiệu quả thì không đáng gì. Và thưa quý vị, bây giờ nó lại đứng trước một cái bài toán con gà và quả trứng. Con gà có trước hay quả trứng có trước? Đó là nguyên nhân gốc của mọi vấn đề. Đó là tính đặc thù của một cái thể chế kinh tế quái đản ở Việt Nam hiện nay. Tự bên trong các cái lợi ích nhóm luôn luôn chặn đường việc giải ngân để trục lợi. Lấy ví dụ như cái gói kích thích kinh tế 14.000 tỷ đồng trước đây của chính phủ cũng tắc nghẽn không giải ngân được. Đó là một cái hành động có chủ ý của các nhóm lợi ích trong ngành y tế đang tìm cách bủa vây khắp nơi. Giả sử gói kích thích đó được giải ngân, thì rõ ràng người Việt Nam sẽ được hỗ trợ trong việc khám, chữa bệnh, cấp thuốc, test bệnh không phải mất tiền. Và đó là lý do các nhóm lợi ích kinh tế, đặc biệt trong ngành y tế, họ phải tìm mọi cách để chặn những gói hỗ trợ ấy, để buộc người dân phải mua bộ kit test Việt Á giả với cái giá cắt cổ. Và thưa quý vị, theo giới phân tích, không chỉ riêng ngành y mà các ngành khác trong toàn bộ nền kinh tế Việt Nam cũng diễn ra các tình trạng tương tự như vậy. Mà một cái điều dễ thấy nhất đó là ở ngành giáo dục hiện nay. Đó là cái nội dung phần đầu chúng tôi nói với quý vị. Nếu như có những gói hỗ trợ triển khai, thì chắc chắn nhóm lợi ích kinh doanh bán sách giáo khoa làm sao có đất sống, mà đâu chỉ có sách giáo khoa, kể cả cái việc họ tăng học phí trong thời gian tới đây là một cái hình thức ngành giáo dục đang cắt cổ dân. Một khi dân được hỗ trợ thì những cơ hội chấn lột của các cái mình liên minh giữa các cái doanh nghiệp tư nhân và các cái tham quan lãnh đạo trong bộ giáo dục, thậm chí ở cấp cao hơn, sẽ mất cơ hội kiểm tra. Và thưa quý vị, chúng tôi nói để quý vị thấy rằng đó là bản chất của vấn đề, và bản chất này nó là kết quả của một cái thể chế chính trị hỗn loạn ở Việt Nam hiện nay. Một nền kinh tế thị trường thì không thể áp dụng một cái thể chế chính trị độc tài độc quyền như Đảng Cộng sản Việt Nam đang duy trì. Vì vậy cho nên ông Nguyễn Phú Trọng có đốt lò tới cỡ nào thì cuối cùng bản chất vẫn như cũ, và một cái điều trở thành một cái điều bất biến, đó là quan tham thì càng tham thì họ càng giàu, trong khi dân nghèo bị móc túi triền miên. Và đất nước Việt Nam chắc chắn sẽ rơi vào một cái vòng khủng hoảng, đó là chậm tiến bởi mất cơ hội. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta trở về một cái nội dung thứ ba trong những tình hình liên quan tới chính trị Việt Nam, đó là những cái thông tin mới nhất liên quan tới cái vụ đại án Việt Á. Thưa quý vị, mới nhất chiều ngày 26 tháng 5, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ông Phan Văn Mãi cho báo giới biết Thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị thu hồi huân chương lao động hạng ba mà Chủ tịch nước kiêm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trao cho công ty Việt Á. Thưa quý vị, theo Vietnamnet đưa tin cho hay, bên hành lang Quốc hội chiều ngày 26 tháng 5, ông Phan Văn Mãi cho biết Thành phố Hồ Chí Minh đã gửi công văn tới ban thi đua khen thưởng Trung ương đề nghị thu hồi ngay huân chương lao động hạng ba đã trao cho công ty Việt Á. Theo Phan Văn Mãi cho biết, khi có những cái thông tin xem xét việc cấp huân chương cho Việt Á là điều không đúng thì Thành phố Hồ Chí Minh lập tức có văn bản yêu cầu thu hồi ngay. Ông Phan Văn Mãi còn cho biết thêm, văn bản của chúng tôi gửi đi mấy tuần rồi, trong khi đó thông tin từ ban thi đua khen thưởng của Trung ương cho biết cơ quan này cũng đã nhận được văn bản của Ủy ban Nhân dân thành phố và đang làm quy trình thu hồi huân chương lao động hạng ba mà đã chót trao nhầm cho công ty Việt Á. Và thưa quý vị, theo truyền thông nhà nước cho biết, tháng 3 năm 2021, Tổng công ty Việt Á được Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ký tặng huân chương lao động hạng ba theo đề nghị của Thành phố Hồ Chí Minh. Và Thành phố Hồ Chí Minh là nơi công ty Việt Á đăng ký hoạt động, do đó thủ tục hủy bỏ quyết định khen thưởng
phải được bắt đầu từ thành phố Hồ Chí Minh. Và thưa quý vị, liên quan tới cái vụ đại án Việt Á nâng khống giá kit test, cho tới nay, theo truyền thông nhà nước Việt Nam cho biết có hơn 40 quan chức đã bị khởi tố, trong đó có 4 quan chức thuộc Bộ Y tế, Bộ Khoa học Công nghệ, 16 lãnh đạo cán bộ các CDC, Sở Y tế, các tỉnh, thành phố. Và như quý vị đã biết, trong 2016-17 tháng 5, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị Bộ Chính trị xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, và ông Nguyễn Thanh Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế. Và thưa quý vị, lâu nay KTV vẫn nói với các quý vị rằng sau cái vụ tai tiếng thịt bò rát vàng ở Anh Quốc tháng 10 năm 2021, Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã nổi giận và quyết định tấn công vào các cái vụ sai phạm của Bộ Y tế mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lâu nay vẫn bao che. Và rõ ràng những hành động bao che của Tổng Bí thư đối với cựu Bộ trưởng Bộ Y tế bà Nguyễn Thị Kim Tiến làm cái điều rõ ràng xảy ra từ năm 2011 cho tới nay. Và thưa quý vị, phải chăng xuất phát từ những lời mỉa mai của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khi ông Trọng nói trong một cái hội nghị lãnh đạo cao cấp, miếng ăn là miếng tồi tàn, kém ăn một miếng thì lộn gan lên đầu. Đó là cái hành động sỉ nhục đối với Bộ trưởng Công an Tô Lâm, một cái nhân vật được đánh giá là siêu quyền lực. Và thưa quý vị, như quý vị đã biết, từ cuối năm 2021 cho tới nay, liên tiếp các cái quan chức của Bộ Y tế lần lượt bị khởi tố, bắt giữ. Và mới nhất liên quan tới cái vụ cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã yêu cầu trả lại hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung công ty dược phẩm Cửu Long biển thủ 3,8 triệu đô la mà ông Cao Minh Quang phải chịu trách nhiệm chính. Đồng thời, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã yêu cầu cơ quan điều tra đôn đốc giải mật tài liệu để làm căn cứ giải quyết vụ án. Thưa quý vị, theo giới phân tích cho biết, quyết định trả lại hồ sơ của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao được đưa ra sau hơn một tháng khi Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 ban hành kết luận điều tra vụ án để làm rõ các hành vi sai phạm có dấu hiệu thiếu trách nhiệm của Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược ông Nguyễn Việt Hùng trong việc kiểm tra công ty Cửu Long giữ lại với số tiền 3,8 triệu đô la tìm đi mà không báo cáo Bộ Y tế. Thưa quý vị, trong một cái diễn biến khác trước đây, tại cái vụ buôn bán thuốc giả của công ty VN Pharma, tại cái phiên tòa sơ thẩm ngày 19 tháng 5, được biết ông Nguyễn Việt Hùng đã bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên một cái bản án 3 năm tù. Trong khi đó, ông Cao Minh Quang, cựu Thứ trưởng của Bộ Y tế, bị Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao kết luận có những sai phạm trong vụ quyết định cấp số đăng ký đối với 7 loại thuốc giả cho công ty VN Pharma, một cái doanh nghiệp sân sau của Bộ trưởng Bộ Y tế bà Nguyễn Thị Kim Tiến. Thưa quý vị, tuy nhiên, cách đây 2 ngày, một cái thông tin mà Bộ Công an bắt giữ ông Nguyễn Hình, vốn là thư ký của Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế, làm cái tin tức chấn động khiến cho Nguyễn Thanh Long bàng hoàng. Theo những cái tin tức từ Bộ Y tế cho hay, người ta thấy ông Nguyễn Thanh Long trong 2 ngày gần đây trong một cái tâm trạng thất thần, dù rằng ông Nguyễn Thanh Long xuất hiện trong các buổi làm việc của Quốc hội gần đây với một thái độ được cho là hết sức e ngại. Trở lại cái câu chuyện truyền thông nhà nước Việt Nam đưa tin, ông Nguyễn Huỳnh, Phó trưởng phòng quản lý giá Cục Quản lý Dược Bộ Y tế, một người đã có hành vi lợi dụng vai trò là thư ký của ông Nguyễn Thanh Long trong cái thời kỳ ông Nguyễn Thanh Long làm Thứ trưởng Thường trực ở Bộ Y tế, để tác động can thiệp thực hiện một số hành vi sai phạm liên quan tới đại án Việt Á. Và thưa quý vị, theo truyền thông nhà nước cho hay, ông Nguyễn Thanh Long giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế từ ngày 31 tháng 1 năm 2020, cùng với những cái thời điểm liên quan tới những cái vụ tai tiếng của đại án Việt Á. Được biết, tới tháng 7 năm 2020, ông Nguyễn Thanh Long tạm thời giữ chức quyền Bộ trưởng Bộ Y tế, và sau đó tháng 11 năm 2020, ông Nguyễn Thanh Long được Quốc hội phê chuẩn giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Y tế. Và trước đó, người thay thế cho bà Nguyễn Thị Kim Tiến là Phó Thủ tướng Vũ Đức Đàm giữ cương vị
Bí thư phụ trách đảng đoàn của Bộ Y tế, theo Thông tấn xã Việt Nam dẫn lời của Bộ Công an cho biết, quá trình Bộ Y tế tiếp nhận thẩm định hồ sơ xin cấp số đăng ký lưu hành bộ tít kép cho công ty Việt Á, theo đề nghị của Phan Quốc Việt, tổng giám đốc công ty Việt Á, thì ông Nguyễn Huỳnh, phó trưởng phòng quản lý giá cục quản lý dược Bộ Y tế, đã có những hành vi lợi dụng vai trò là thư ký của Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long. Trong cái thời kỳ làm thứ trưởng, ông Nguyễn Huỳnh đã can thiệp và tác động từ Nguyễn Minh Tuấn, vụ trưởng vụ trang thiết bị công trình y tế, để có những cái quyết định sai trái trong việc quyết định cấp sổ đăng ký lưu hành tít kép cho Việt Á. Và thưa quý vị, dư luận xã hội cho rằng ông Nguyễn Huỳnh mới chính là cái mắt xích cuối cùng của vụ Việt Á. Nhưng nó khác với cái nhân vật là trùm cuối, mà trùm cuối biết rõ nhất là bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, một người đã bị bỏ trốn sau khi Bộ Công an tạo điều kiện cho bà Nhàn đi ra nước ngoài. Theo C03 của Bộ Công an cho hay, quá trình điều tra xác định trong việc Bộ Y tế tiếp nhận thẩm định hồ sơ xin cấp phép số đăng ký lưu hành kit test xét nghiệm của công ty Việt Á, thì ông Nguyễn Huỳnh đã giới thiệu Phan Quốc Việt với ông Nguyễn Minh Tuấn. Đồng thời ông Huỳnh có các hành vi can thiệp và tác động ngoài mức cho phép để cho ông Tuấn trình, ký, đề xuất lãnh đạo Bộ Y tế ban hành quyết định cấp số đăng ký lưu hành cho công ty Việt Á. Và người ta nghi vấn tại sao cái vấn đề đó lại được ông Nguyễn Thành Long chuyển sang cho Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, một người đang chỉ đạo chống dịch ở thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp ký. Và cái hành động như vừa kể trong việc cấp số đăng ký làm cái khâu quan trọng nhất mà ai cũng biết để cho phép cái test Việt Á, một cái sản phẩm y tế dưới chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới, xâm nhập vào thị trường sức khỏe ở Việt Nam. Theo giới phân tích, chính ông Nguyễn Huỳnh đã dẫn Phan Quốc Việt đến các nơi cần gặp mặt để tác động dưới ảnh hưởng của Nguyễn Thanh Long để buộc các cái quan chức trong Bộ Y tế phải đặt bút ký. Một cái điều quái lạ là ông Nguyễn Huỳnh làm cái nhân vật chức vụ thấp bé, tại sao các cái quan chức cao cấp hơn ông Nguyễn Huỳnh lại phải thực hiện? Điều đó chứng minh cho thấy ông Nguyễn Huỳnh phải đại diện cho những thế lực nào đó đủ uy lực. Trong khi các tin tức từ Bộ Y tế cho hay, trước khi giữ chức phó phòng quản lý giá thì ông Nguyễn Huỳnh có một thời gian ngắn giữ chức phó văn phòng của cục quản lý dược. Và theo những người thạo tin cho hay, về cái mối quan hệ giữa cơ quan hành chính trong Bộ Y tế thì chức vụ của ông Nguyễn Huỳnh thấp hơn ông Nguyễn Minh Tuấn, đó là chưa kể hành vi can thiệp và tác động tới ông Tuấn làm cái điều trái với chức năng nhiệm vụ của ông Huỳnh. Chưa hết, thưa quý vị, một cái điều đáng chú ý, theo giới thạo tin, các cái hành vi nêu trên của bị can Nguyễn Huỳnh xảy ra từ năm 2020. Tại thời điểm này, ông Nguyễn Huỳnh chưa giữ các cái chức vụ kể trên, mà chỉ là một cái nhân viên, là thư ký cho một thứ trưởng của Bộ Y tế mà truyền thông nhà nước không nêu tên đích danh. Và thưa quý vị, người ta nghĩ lại một cái thông tin liên quan tới Nguyễn Đức Chuẩn. Trước khi bị bắt, nhiều quý vị đã biết ngày 22 tháng 7 năm 2020, người ta bắt Nguyễn Anh Ngọc, thư ký của Nguyễn Đức Chung, và sau đó, một tháng 6 ngày, tức ngày 28 tháng 8 năm 2020, cơ quan điều tra của Bộ Công an đã tiến hành khởi tố và bắt giữ cựu chủ tịch Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung. Và điều đó nó liên quan gì tới những cái thông tin những ngày gần đây mà giới thạo tin cho rằng người ta chuyển ông Chu Ngọc Anh về làm phó ban dân vận trung ương? Còn đối trường hợp Bộ trưởng Bộ Y tế ông Nguyễn Thanh Long, ông Nguyễn Phú Trọng bảo lưu ý kiến khẳng định Nguyễn Thanh Long vẫn tiếp tục ngồi chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Y tế bởi vì một cái lý do ông Trọng đưa ra rằng không thể tìm người thay thế ông Nguyễn Thanh Long. Dù rằng trước đó có những cái thông tin cho thấy có khả năng ông Nguyễn Phú Trọng sẽ rút Nguyễn Thanh Long về làm phó ban tuyên giáo trung ương như trước đây. Và thưa quý vị, điều đó nó có liên quan gì tới cái vấn đề mà dư luận xã hội rất quan tâm hiện nay, đó là trong khi Bộ trưởng Bộ Công an ông Tô Lâm làm tới tích cực đánh phá hệ thống tham nhũng ở Bộ Y tế hiện nay, thì liệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có cứu nổi
nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế ông Nguyễn Thanh Long hay không. Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta chuyển sang một cái nội dung thứ hai liên quan tới tình hình chiến sự Ukraine. Và như quý vị đã biết, quân đội Nga đã giành được những chiến quả đáng kể ở khu vực miền Đông trong thời gian vừa qua. Và có nhiều cách người ta giải thích khác nhau. Song một cái điều quan trọng hơn là đến bao giờ chiến tranh Ukraine sẽ chấm dứt và tại sao? Thưa quý vị, ngày hôm nay đã bước sang ngày 92 của cuộc chiến quân đội Nga xâm lược Ukraine. Và thưa quý vị, bắt đầu tháng thứ tư của cuộc chiến tranh Ukraine. Rõ ràng cuộc chiến đã thu hẹp lại ở một cái khu vực có diện tích ước chừng 120 cây số vuông ở trung tâm khu vực phía đông Donbass. Đó là nơi được biết trong những ngày vừa qua hoàn lực của quân đội Nga tập trung ở đây. Và đặc biệt cái chiến trường đang diễn là ác liệt nhất, đó là Severodonetsk, là một cái vị trí cách không xa biên giới Nga. Và cái việc đường tiếp tế được rút ngắn đã giúp cho lực lượng quân đội Nga đạt được các chiến quả trong việc tấn công một số thành phố quan trọng. Và rõ ràng, theo giới phân tích, mục tiêu trước mắt hiện nay của quân đội Nga là thành phố Severodonetsk, một cái thành phố ở cực đông đang nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Ukraine. Trong khi đó, chính quyền Ukraine tại khu vực này cho biết trong 24 giờ qua, các cái đơn vị pháo binh của quân đội Nga tiếp cận từ ba phía. Đặc biệt họ đánh sập nguồn cung cấp điện, cung cấp nước đầy cho người dân ở thành phố Severodonetsk đã phải vào các cái hầm trú ẩn dưới lòng đất và gây thiệt hại đáng kể về người và của. Trong khi đó, các cái quan chức Ukraine nói rằng họ dự đoán quân đội Nga sẽ cố gắng lặp lại các chiến thuật mà họ áp dụng thành công trong việc bao vây tàn khốc ở thành phố Mariupol. Theo đó, trong những ngày tới đây, quân đội Nga sẽ tiếp tục bao vây chặt thành phố Severodonetsk cũng như các thành phố phụ cận. Và nếu như thành công trong cái việc kiểm soát Severodonetsk và các cái vị trí vừa kể, thì quân đội Nga có thể kiểm soát hoàn toàn khu vực miền đông Donbass. Trong khi đó, Ngoại trưởng Ukraine ông Dmitry Kuleba đã lên tiếng mạnh mẽ phản đối và trách cứ Liên minh NATO, mà theo Ngoại trưởng Ukraine, họ chẳng làm cái chút gì để chống lại hành động quân sự Nga, trong khi Ngoại trưởng Ukraine lại lên tiếng khen ngợi Liên minh châu Âu. Theo ông ta cho biết, có những cái quyết định mang tính cách mạng. Và thưa quý vị, trong cái bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Davos ở Thụy Sĩ ngày 25 tháng 5, ông Kuleba trong tư cách Ngoại trưởng Ukraine đã nói: "Chúng tôi xem NATO như một cái liên minh, như một cái thể chế riêng biệt, nhưng chẳng làm được một cái điều gì cả." Và thưa quý vị, liên quan tới thái độ của lãnh đạo Việt Nam trong Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos, thì người ta thấy ông Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Chính phủ, đã không có phản ứng hoan nghênh mà làm việc riêng, trong lúc tất cả các đại diện của các quốc gia vỗ tay trước cái bài nói chuyện trực tiếp của Tổng thống Zelensky. Thậm chí CNN còn nhầm lãnh đạo Việt Nam Lê Minh Khái làm cái nhân vật người Trung Quốc. Thưa quý vị, như thường lệ, bây giờ chúng ta trở về các cái thông tin liên quan tới tình hình chiến sự Ukraine ngày thứ 92, tức là diễn biến chiến tranh ngày 26 tháng 5 năm 2022, tính tới 0 giờ sáng ngày 27 tháng 5, theo giờ thủ đô Kiev. Theo nhà báo Phan Châu Thành cho hay, thông báo từ Hội đồng An ninh Quốc gia và Bảo vệ Tổ quốc Ukraine cho biết quân đội Nga đang thay đổi chiến thuật, không thể chiến thắng bằng cách ồ ạt tấn công vào các khu vực phòng thủ. Hiện nay quân đội Nga đã chuyển sang thi hành các chiến dịch tắc kè, chủ yếu tạo ra những sự bất ổn ở bên trong nội bộ Ukraine. Đó là các cái biện pháp giả làm người Ukraine yêu nước chống chiến tranh, như đổi đưa thông tin nửa thật nửa giả để tạo ra những sự hoang mang nghi ngờ, gây tranh cãi. Và đó là lý do có những dấu hiệu cho thấy phản ứng của người dân Ukraine hiện nay đang có những biểu hiệu suy yếu về mặt tinh thần. Tuy nhiên, Oleksiy Danilyuk, thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine, khẳng định cho dù quân Nga hiện nay đã và đang thiệt hại nặng nề, không bao giờ được phép coi thường kẻ thù.
Bởi vì trên thực tế, quân đội Nga mạnh hơn quân đội của chúng ta. Bởi vì họ có nhiều vũ khí hạng nặng hơn, và họ đang được bổ sung thêm lực lượng trên khắp các chiến trường. Và mấy tuần sắp tới đây sẽ là những cái tuần khó khăn nhất đối với quân đội của chúng ta, khi quân đội Nga tập trung tất cả mọi hỏa lực để tấn công vào các tỉnh Lugan cũng như Donetsk. Và thưa quý vị, theo phóng viên Phan Châu Thành cho biết, cuối cùng Ukraine cũng đã nhận được một cái lô máy bay Su-25 từ các quốc gia phương Tây chuyển sang, mà sau một cái thời gian tranh luận và chờ đợi. Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine đưa ra các cái yêu cầu. Theo đó, Ukraine đang cần thêm các cái tên lửa M142 HIMARS để chống lại hệ thống tên lửa TOS-1 của nước Nga. Và thưa quý vị, ngay lập tức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Lavrov đang lên tiếng chửi bới và cho rằng phương Tây đang làm lan rộng cuộc chiến khi tiếp tục cung cấp cho Ukraine những vũ khí có thể tấn công vào lãnh thổ nước Nga hiện nay. Trong khi đó, ở thành phố Kharkov, những cái tin tức truyền thông Ukraine cho biết quân đội Nga bắn tên lửa vào thành phố này, làm 7 người dân thường bị thiệt mạng, 17 người khác bị thương, trong đó có một em bé 9 tuổi. Theo giới phân tích, mục đích chính của quân đội Nga trong việc bắn tên lửa và nã pháo vào Kharkov với cái mục tiêu tạo ra những cái tình trạng bất ổn liên tục trong thành phố để cho dân chúng ở khu vực này hoang mang khi họ đang tiếp tục trở về thành phố Kharkov. Tác giả cho biết hơn một tuần nay, quân đội Nga đã không thể tấn công ra khỏi thành phố chiến lược Izium, thậm chí có nhiều dấu hiệu cho thấy quân đội Nga đang co cụm phòng thủ. Trong khi đó, theo tình báo Anh, lực lượng quân dù Nga tham gia cuộc chiến tranh ở Ukraine được điều động tới 45.000 binh sĩ. Lâu nay, lực lượng lính dù Nga làm cái đội quân tinh nhuệ nhất của nước Nga. Tuy nhiên, sau hơn 3 tháng chiến tranh, lực lượng dù của quân đội Nga đã có những cái thiệt hại khổng lồ. Tuy nhiên, họ không đạt được bất kỳ một cái mục tiêu quân sự nào đáng kể. Những cái thất bại của lực lượng lính dù Nga phải kể tới trận đánh chiếm Hotomel vào tháng 3, rồi trận tấn công Izium vào tháng 4, đặc biệt trong những ngày vừa qua liên quan tới cái việc lực lượng dù tổ chức vượt sông Severodonetsk. Trong khi đó, tình hình chiến sự ở thành phố Severodonetsk hiện nay, theo phóng viên Phan Châu Thành cho biết, vẫn cực kỳ ác liệt và đây chính là một cái điểm chính của cuộc chiến vào thời điểm hiện nay. Theo đó, Severodonetsk đang sống thoi thóp, quân đội Nga tấn công từ mọi hướng, cùng với những lực lượng mạnh nhất. Tuy nhiên, theo giới thạo tin cho biết, quân Nga trong cái thời gian hơn một tuần tấn công Severodonetsk cũng chỉ nhích lên được 5 cây số. Và thực tế hiện nay họ còn cách trung tâm của Severodonetsk 18 cây số. Thưa quý vị, có những thông tin mới liên quan tới quân đội Ukraine. Đó là những tù binh bị bắt sống ở Azovstal. Theo nhà báo Phan Châu Thành cho biết, toàn bộ số lượng họ đã ra hàng và bị bắt làm tù binh, bao gồm cả chỉ huy trưởng Azov, đó là trung tá Denis Okopenko. Được biết hiện nay toàn bộ số tù binh ở nhà máy Azovstal đang bị giam giữ ở nhà tù Olivnivka của khu vực Donbass. Theo nhật báo The Guardian cho biết, tạm thời tình trạng của họ cũng có thể chấp nhận hài lòng. Theo đó, họ được phát thức ăn, nước uống, nhưng tiếp theo thế nào thì không ai biết, bởi phía quân đội Nga đang muốn đưa họ ra tòa án bình và xét xử như tội phạm chiến tranh. Trong khi đó, ở các khu vực thành phố Mariupol cũng như Kherson, nơi quân đội Nga kiểm soát, ở những nơi đó, nước Nga đã phá hủy toàn bộ sách tiếng Ukraine và bắt học sinh sử dụng tiếng Nga làm ngôn ngữ chính. Được biết, 10 thành phố ở Mariupol sẽ được mở lại với 53 giáo viên, sẽ học thông cả mùa hè và chỉ dạy bằng tiếng Nga, cũng như sử dụng chương trình giáo dục của Nga. Thưa quý vị, có một thông tin đáng chú ý, đó là quân đội Israel đã trở mặt với Ukraine. Theo đó, Israel không cho phép Cộng hòa Liên bang Đức bán tên lửa chống tăng Sputnik cho Ukraine, trong khi Tổng thống Zelensky tiếp tục khiển trách NATO không thật sự đoàn kết. Tuy nhiên, thưa quý vị, theo giới phân tích, có vẻ như toàn bộ hạ tầng kinh tế và các cơ sở nghiên cứu chế tạo vũ khí của Ukraine hiện nay đã bị quân đội Nga phá hủy.
Trong khi đó, truyền thông Nga cho rằng kể từ sau khi quân đoàn Azov đầu hàng tại mặt trận Mariupol và những cái tin tức liên quan tới thành phố Mariupol và trận chiến ở thành phố này có vẻ như bị chìm đi. Tuy nhiên, thưa quý vị, chúng tôi có các cái thông tin liên quan tới việc 82 ngày thành phố Mariupol, cụ thể là thành phố thép Azovstal bị bao vây, thì không phải quân đội Ukraine bỏ mặc họ. Những cái tin tức mới nhất cho biết quân đội Ukraine đã tổ chức các cái phi vụ trực thăng để giải cứu cho lực lượng ở thành phố thép Azovstal, trong khi quân đội Nga chiếm đóng và phòng thủ chặt chẽ thành phố này. Và thưa quý vị, đó là các cái thông tin từ nhật báo The Vatron. Theo đó, với cái việc quân đội Ukraine bị bao vây trong nhà máy thép khổng lồ dưới hỏa lực liên tục của lực lượng quân đội Nga, thì các cái đội trực thăng Ukraine đã thực hiện một cái chương trình hành động giải cứu. Theo The Vatron cho hay, những cái chi tiết mới đang được hé lộ về các cái phương vụ tiếp tế cực kỳ táo bạo do các cái phi hành đoàn trực thăng Ukraine đã đột kích vào trung tâm của cuộc giao tranh tại thành phố Mariupol. Theo đó, lực lượng máy bay trực thăng của Ukraine bay 2 chiếc một lần và 4 chiếc một lúc. Từ đó, các phi đội trực thăng B-8 của Ukraine bất chấp lực lượng phòng không dày đặc của Nga để cố gắng cung cấp nguồn cung về lương thực vũ khí cần thiết, kể cả việc tiếp viện binh lính cho những người bảo vệ nhà máy thép. Kể cả cái việc tiếp viện binh lính cho những người bảo vệ nhà máy thép Azovstal đang bị bao vây. Theo The Vatron cho biết, trong tổng số 16 trực thăng tham gia vào cái việc giải cứu này, có 2 chiếc đã bị phá hủy. Theo tướng Kirito Budanov, người đứng đầu cơ quan tình báo quốc phòng của Ukraine, đã nói với The Vatron trong một loạt các cuộc phỏng vấn độc quyền. Theo đó, tướng tình báo Ukraine cho biết một chiếc trực thăng khác đã bị phá hủy để giải cứu một trong những chiếc trực thăng của Ukraine bị bắn rơi. Theo tướng tình báo Ukraine Budanov cho biết, chiến dịch đặc biệt được lên kế hoạch và được thực hiện bởi cơ quan tình báo quốc phòng của Bộ Quốc phòng Ukraine. Đồng thời, tướng tình báo cung cấp các chi tiết chưa được báo cáo trước đây về những nhiệm vụ được cho là liều lĩnh và nguy hiểm. Theo tướng Budanov cho biết, trong gần 3 tháng, các lực lượng quân đội Ukraine cố thủ trong nhà máy thép ngổn ngang. Họ bị bao vây và quân Nga liên tục bắn phá, trong khi các nguồn dự trữ lương thực, nước uống, vật tư y tế, đạn dược cạn kiệt và số người bị thương nặng tăng lên. Đồng thời, với những sự cầu xin sự giúp đỡ từ bên ngoài, theo tướng Budanov cho biết, tổng cộng có 7 nhiệm vụ đã được thực hiện, đó là những chiếc máy bay Mi-8 đã cung cấp cho quân đội tại Azovstal vũ khí, đạn dược, thuốc men và lương thực, cộng với 72 quân nhân được bổ sung từ trung đoàn Azov tới hỗ trợ cho đơn vị bảo vệ nhà máy. Theo tướng Budanov cho biết, tất cả các cái chuyến giao hàng đều thành công, nhưng trong phi vụ thứ 5 và thứ 7, hai chiếc máy bay trực thăng của quân đội Ukraine đã bị quân đội Nga bắn rơi. Và lập tức quân đội Ukraine đã cho một chiếc trực thăng thứ 3 đến giải cứu và chiếc máy bay đó cũng bị phá hủy. Và thưa quý vị, trong một cái bài phát biểu trước đây, Tổng thống Ukraine Zelensky đã đề cập đến cái sự dũng cảm của các cái phi hành đoàn trực thăng. Theo Zelensky, biết bao nhiêu phi công của chúng ta đã hy sinh mạng sống của họ để mang mọi thứ đến cho Azovstal, từ vũ khí cho đến nước uống, và bao nhiêu người bị thương đã được đưa ra từ đó. Và trong số các phi công tham chiến, một số người đã hy sinh anh dũng. Và Tổng thống Zelensky nói, chiến công của một Mariupol anh hùng sẽ được đất nước Ukraine ghi nhớ. Trong khi đó, ngày 31 tháng 3, truyền hình Trung ương Trung Quốc phát đi những cái hình ảnh một máy bay trực thăng Mi-8 của Ukraine bị bắn rơi gần Mariupol. Và theo giới phân tích không rõ, đây có phải là một trong những trực thăng tham gia vào các cái nỗ lực tiếp tế ở thành phố Azovstal hay không. Trong khi đó, quân đội Ukraine thông tin cho hay nhiều lần họ chuyển đạn dược, thông tin liên lạc và thuốc men cho Mariupol. Theo Phó Tổng cục trưởng
Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, ông Oleksiy Homorov. Ông Oleksiy Homorov, tuy nhiên ông ta không cho biết những việc chuyển giao đó đã được thực hiện như thế nào và kết quả ra sao. Và thưa quý vị, dù rằng quân đội Ukraine đưa ra các thông tin cho hay 7 phi vụ trực thăng đã hỗ trợ thành công, nhưng những điều vừa kể không đủ để ngăn cản việc quân đội Nga cuối cùng giành được và tiếp quản nhà máy cuối cùng và chấm dứt sự kháng cự của quân đội Nga tại thành phố Mariupol. Tuy nhiên, theo giới phân tích, bằng cách cầm cự lâu dài các lực lượng phòng thủ tại thành phố Azovstal, tại thời điểm vừa kể, họ có khả năng tiêu diệt 12 nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn của quân đội Nga, mà lẽ ra các lực lượng quân đội Nga vừa kể có thể được sử dụng ở những nơi khác. Và nếu không có các nhiệm vụ tiếp tế bằng trực thăng vừa kể, thì cuộc bao vây đã kết thúc sớm hơn. Trong khi đó, như quý vị đã biết, mới đây quân đội Nga đã đưa ra những thông báo về những quân nhân Ukraine bị Nga bắt giữ đưa ra khỏi thành phố Azovstal. Tuy nhiên, hiện nay người ta chưa rõ số phận của người chỉ huy lực lượng trung đoàn Azov, ông Bohdan Krotevich. Chỉ biết rằng một tin nhắn cuối cùng của Krotevich cho The War Zone ngày 18 tháng 5, anh ta viết hoạt động đặc biệt đang diễn ra và không thể nói chi tiết. Và kể từ đó, người ta không thấy những tin nhắn trả lời của Bohdan Krotevich. Và đó là những thông tin cuối cùng về thành phố thép Azovstal. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta quay lại với cái câu hỏi là bao giờ chiến tranh Ukraine sẽ chấm dứt. Đây là một cái bài bình luận của nhà báo Ngô Nhân Dũng từ Hoa Kỳ. Theo những tướng lĩnh chỉ huy của Ukraine, nói với The Wall Street Journal, khi cuộc chiến Ukraine sẽ chỉ chấm dứt khi nào Ukraine tái lập lại biên giới của họ vào năm 1991, tức là thời điểm Ukraine tuyên bố độc lập khi nhà nước Liên Xô tan rã. Do vậy, quân đội Ukraine mới buộc cái mục tiêu từ nay trở đi phải chiếm lại hết tất cả các vùng đất bị quân đội Nga cướp của họ từ năm 2014. Đó là bán đảo Crimea, hai nước Cộng hòa Nhân dân ly khai, Donetsk và Luhansk. Trong khi đó, tướng Budanov của Ukraine hy vọng quân đội Ukraine sẽ được viện trợ thêm các loại tên lửa hạng nặng. Đó là hy vọng tướng Budanov muốn cho quân đội Ukraine đánh thắng nước Nga. Theo Budanov cho biết, hiện nay quân đội Nga thất bại phải rút lui. Họ phải chấm dứt việc bao vây thành phố Kharkov để rút về tập trung ở khu vực Donbass. Theo ước tính của NATO, đến cuối tháng 3, quân đội Nga đã mất ước chừng 40.000 lính bị thương từ trận hay bị bắt. Tuy nhiên, quân đội Ukraine cho biết quân đội Nga hiện nay vẫn còn 93 tiểu đoàn chiến đấu với khoảng 141.500 quân. Đó là lý do họ khẳng định cuộc chiến ở Ukraine còn có thể kéo dài cho tới khi Putin bị lật đổ. Trong khi đó, theo cơ quan tình báo Ukraine, cho biết các điệp viên của họ gài trong bộ máy của Điện Kremlin hiện nay đang tích cực theo dõi các hành động của ông Putin và giới lãnh đạo Nga. Theo giới chức tình báo Ukraine cho biết, chúng tôi biết hết các kế hoạch của họ. Putin đang lâm vào ngõ bí và ông ta cảm giác không thể chiến thắng mà cũng không thể ngừng chiến. Theo đó, sau khi thất bại không chiếm được thủ đô Kiev và thành phố Kharkov, quân đội Nga tập trung vào việc bảo vệ các khu vực họ đã chiếm đóng được ở phía đông và phía nam. Họ chiếm thành công thành phố Mariupol sau gần 3 tháng vây hãm, và bây giờ quân đội Nga đã nối liền được hai tỉnh với Crimea, và quân đội Nga hiện nay đang chuẩn bị cho một cuộc chiến lâu dài trong việc củng cố các địa điểm họ đã chiếm được gần đây, đó là khu vực Kherson và Zaporizhia. Theo tác giả, trong cái mặt trận cầm cự bây giờ, trọng pháo đóng một vai trò quan trọng thay cho chiến xa, và quân đội Ukraine bắt đầu sử dụng các đại pháo 155 ly do Hoa Kỳ viện trợ. Trong khi đó, quân đội Nga đang cố gắng vây hãm các lực lượng Ukraine chiến đấu ở khu vực Donbass, nhưng tỏ vẻ không thành công. Và một cái thành tích đáng kể nhất của quân đội Nga hiện nay là vẫn chưa rút về nước, nhưng rõ ràng có nhiều chỉ dấu cho thấy họ vẫn còn đứng vững. Nhưng đứng vững được bao lâu là một cái điều mà tác giả thấy không biết chắc chắn.
Trong khi đó, các cơ quan tình báo quân sự phương Tây đã nhận biết các dấu hiệu có nhiều lính Nga từ chối chiến tranh, nhiều binh sĩ trốn hay tự ý rút lui khi lâm trận. Theo cơ quan tình báo quân sự Hoa Kỳ cho biết, quân đội Nga không thể phối hợp các chiến binh mới được đưa từ miền Đông hay lực lượng Chechnya qua Ukraine. Và cuộc chiến ở Ukraine sẽ đi đến một cái tình trạng bất phân thắng bại. Và nếu quân đội Nga cố thủ và thêm quân tiếp viện bù vào những số tổn thất đáng kể. Nhưng quân đội Ukraine hiện nay vẫn tận dụng những khả năng di động, đặc biệt ưu thế về chiến thuật. Quân đội Ukraine chủ động chọn khi nào tấn công hay lựa chọn địa điểm nào tấn công. Theo tác giả chiến tranh nhiều khi, nó làm cái cuộc chạy đua coi chừng bên nào sẽ kiệt sức trước. Mặc dù cả hai bên đều khốn khổ, nhưng bên nào đứng vững được lâu hơn thì sẽ thắng. Đó là cái bài học của chiến tranh thế giới thứ nhất năm 1918. Trong khi đó, với một cái gói hỗ trợ mới nhất của Hoa Kỳ 40 tỷ đô la, điều đó chứng tỏ nước Mỹ sẽ giúp Ukraine đến cuối cùng. Và quân đội Ukraine ở khu vực Donbass hiện nay, họ có thể chịu đựng được các cuộc tấn công của quân đội Nga. Thậm chí họ chờ đợi quân đội Nga suy yếu sẽ tổ chức phản công với các loại vũ khí, phương tiện chiến tranh mạnh hơn. Một cái đòi hỏi là quân đội Nga muốn cầm cự ở chiến trường miền Đông hiện nay thì phải được tăng viện với cái số lượng từ 150 tới 180.000 người. Và số quân đó cần phải được huấn luyện đến cuối năm này mới có thể xuất trận. Theo nhà phân tích Cohen, nhận xét rằng trên căn bản, Tổng thống Nga Putin đã thất bại. Trả lời cái câu hỏi ông Putin có thể sử dụng vũ khí nguyên tử, vũ khí chiến thuật hay vũ khí hóa học để thay đổi trận chiến hiện nay hay không. Theo Eliot Cohen nghĩ rằng, nếu nhận được lệnh đó thì các tướng lĩnh Nga sẽ cố tình trì hoãn. Mà muốn điều động vũ khí nguyên tử của Nga, cần ít nhất 5 người đồng ý và chỉ một người cũng có thể ngăn cản. Vẫn theo Cohen, nếu dùng vũ khí nguyên tử chiến thuật rất khó bởi vì quân đội Ukraine hiện nay, họ không tập trung đông đảo trên một trận địa, trong khi vũ khí hóa học và nguyên tử sẽ làm cho quân đội cả hai bên cùng bị thiệt hại. Đó là lý do rất khó có thể sử dụng vũ khí hóa học để nước Nga không tránh được một điều họ tự giết quân mình. Và nếu Tổng thống Nga Putin sử dụng bom đạn nguyên tử và hóa học, thì Hoa Kỳ và NATO sẽ không trả đũa với các cái thứ tương tự, nhưng họ sẽ tiếp tục viện trợ cho Ukraine với các loại vũ khí mạnh hơn, thậm chí với các cái biện pháp cấm vận kinh tế nặng nề hơn. Rồi tới đây, Mỹ và NATO sẽ áp dụng biện pháp cấm bay, rồi đưa phi cơ chiến đấu ngăn chặn không quân Nga, rồi hạm đội Nga ở Hắc Hải có thể bị NATO chủ động tấn công. Đó là điều họ, tức NATO và Hoa Kỳ, không ngần ngại sử dụng nếu như Tổng thống Nga Putin bước qua làn ranh đỏ. Theo tác giả, cứ như thế, cuộc chiến Ukraine tiếp tục giằng co và kéo dài, rồi để không một bên nào có thể toàn thắng trong 1-2 năm tới đây. Nhưng chính phủ Ukraine họ có thể theo đuổi cuộc chiến đó cho đến khi họ giành được toàn bộ lãnh thổ, khu vực Donbass và Crimea. Trong khi đó, Tổng thống Zelensky cho rằng họ có thể chấp nhận một cái thắng lợi tối thiểu, đó là thu hồi lại những cái phần lãnh thổ mà Ukraine kiểm soát trước ngày 24 tháng 2. Một cái điều quan trọng là một số nguyên thủ của một số quốc gia châu Âu hiện nay, họ đang muốn giữ thể diện cho Putin. Họ không muốn khuyến khích ông Zelensky đánh tới cuối cùng, mà họ mong muốn chấm dứt chiến tranh. Còn người Ukraine rõ ràng họ muốn chiến thắng khi giành lại lãnh thổ của họ. Đó là lý do người ta chờ đợi Tổng thống Nga Putin bị lật đổ. Trong nhiều dấu hiệu, các cơ quan chức ở Điện Kremlin đang bất mãn hiện nay. Thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự của KTV xin tạm dừng tại đây. Việt Thành xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình bình luận thời sự sau. Xin gửi lời chào, tạm biệt. Bye bye quý vị.